Em nhìn ngay anh tiếng lên mà lại đấy bà bóc ra Mỹ đen qua đâu mẹ ừ nay ba đây chứ mặc của đồ này quá trời đẹp luôn. Rồi đi đi ăn trước ngồi đi. Dạ dạ. Đây là ghế đó. Tiếng xuống nước chào tất cả cô chú anh chị em. Bữa nay chị Mơ chơi cái đầu quá dữ luôn. Rồi ngồi đi. Ngồi sát vô, ngồi sát vô lẹ. Cái ghế này là 4 cái ghế. Nhiều lắm em ơi. Lẹ đang ngồi ra đây bán nè, bắt ghế ngồi đây nè, rồi ngồi sát vô. Rồi. Dạ, xin chào khán giả nè, cho một like ủng hộ mà có tiền nghe nó nghèo quá nè, xuống tóc nè, nó cũng buồn đời nè, ra cho anh Tiến sống bên chị Kiều Mỹ về nha. Gì đó. Cho Hầu Tiến TV Tiến xuống nước vui vẻ một like. Dạ, cho Hầu Tiến lẻ một like nè. Dạ. Hầu Tiến TV. Hầu Tiến cho quê một lẻ một like, ủng hộ anh Tiến, anh Tiến mà nó không biết cờ dạy buồn đó. Dạ, xin lỗi anh Tiến nha. Không đưa mày lên đó mà. Dạ không dạ mà. Dạ chào khán giả nè. Anh em ruột là nha. Cho mấy anh một like nè, không nói mày. Để một bầu coi đó. Đến giờ đây đó. Hôm nay buồn quá xuống tóc rồi nè. Xuống tóc luôn. Dạ. Đây tối nay đêm nay chạy à. Ai tắm lại sạch sẽ không? Ừ. Trời ơi tắm sao mà cổ còn lông không? Tại à, biết sao sợ mấy ông về buồn. Đâu dạ. Con. Giờ cái bỏ cháu mơ. Cái này không vô tắm này chỉ vô thay đồ. Tắm rồi. Tắm đồ tắm. Số 2 ba cái à. Số hồi đó giờ không có tắm. Dạ. Dạ để gì ngủ à. Để ngủ à. Dạ. Tắm nó không kịp. Dạ. Tắm nó không mập. Để ừ. Để mình nãy không vô. Ừ. Dạ cho bắp đá ba ca không bán đi, tao ca bán rồi. Xong ca đi. Xong ca hai đứa ca bán à. Ca bán không có tiền cho. Hai chồng bên ta ủng hộ tôi không cho tiền hai đứa hoài. Ừ. Em ơi hai chồng vô nè. Ừ. Em ơi anh vô nha. Xin lỗi anh. Cha mẹ ấy trơn ở đâu ừ. Kè mua tủ lạnh mà đâu có tiền mua ống tiết bỏ vô ống tắt ừ. À, uống nước không mấy cậu dùng được nước rồi, rồi uống đi anh đừng tôi bán anh, nước đâu cả nè rồi chụp 1 2 3 cắt. Dạ 1 2 3 cắt vô vô quá chơi quá ừ. Ba tàu người ta dân bữa nào dẫn đi thành phố máy bay nha ừ. Quận nhất anh Tiến cho nó biết ừ. Đó mình ở đâu ở đây nè đi chơi ừ. Bữa nay chở đi chơi được không nè hả đi xe Căn Hải ha ừ, ừ. Đi chơi ừ. Đi ăn đồ chơi ừ, đi, xe, đi xe Căn Hải đó hồi hôm qua người ta vô đây 40-50 thằng nào chứ 40-50 bà cái vô đây nào mấy cậu ừ. Nói à cô mơ nó giùm mấy chú giùm mấy tôi nghèo quá thằng chồng tôi nó mổ nó mũi vậy nè ừ. Rồi bây giờ không biết cho nằm bệnh viện bây giờ ảnh không có tiền bây giờ lắc nó cho mũi rồi đi ừ. Kỳ trước thì 3 triệu rồi kỳ sau tiếng lên sau sụp xuống giờ không có tiền mũ chảy rồi nhận hút mũ ra ảnh vô đây nè ảnh đang nghĩ bây giờ không biết đâu rồi ừ. Vô qua nhất nè tôi ừ. Không có tiền nó thấy giờ tôi mất cho ừ. Cho nhiều tôi cho nhiều tôi cũng nhớ nữa nhớ luôn dạ mất ừ. Thí đại thấy gì méo xèo nè à. Rồi mất ai đánh ông mà ông nó sửa cho mũi rồi con vợ tôi đây khóc lóc đầm dạ nè ừ. Rồi bà già tôi bảo mới nói thôi đi ra ngoài đi bây giờ không có tiền đâu đợi anh Tiến với mà có chú mẹ lại nè với vợ chồng thân xuống chứ đằng này tôi đâu có tiền mẹ con tôi đâu vô đây khóc năn nỉ mẹ con tôi nè bây giờ ổng bị mổ đây nằm mộm là 3 tháng ừ. Ông mổ cái mũi đó ông khóc đó mà đâu biết đâu có ừ. Chừng nào có số điện thoại rồi cho đặng điện cho mấy chú nè ừ. Một lai giúp đỡ người ta già cả đàn ông bệnh đó mấy cậu một chú ừ. Rồi không biết ở nhà đâu nó thuốc trong ruộng tứ xứ đâu biết đâu mà tìm ừ. Điện thoại bác luôn à ừ. Nhưng khi tôi vô đây mấy chú chơi nơi hình không có nhà ừ. Bảy tầm bảo ừ. Đi tới ngày không ai giúp đỡ bằng ăn chứ ừ. Chồng con ừ. À, chị hai chồng bên tăng mua dép mua giày mua đồ nè cho ừ. Nè ăn đồ thành phố rồi nè quá đẹp à đồ đó. Như là sĩ chiếu quan chưa dạ ở trong khớp đó nó bằng à. Bằng 3 bữa ừ. Không biết hết chứ không ơi bỏ cho ta chứ không mấy đồ ni cô sách cho chưa ừ. Cho cô xương cô giải quá cho hết cho à cho 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 rồi cứ mua đồ mà bắn xong để dành mặt ừ, cho chưa cho mai mốt rồi tiền đâu mua áo mà có làm gì có cũng là mà trên thành phố anh em về cho nó rồi mà yeah. 2-3 triệu đâu anh Long rồi đó ừ. Đi đám giỗ còn mai về cho ừ. Cho tiền xài rồi chân ừ. Bỏ túi xài chứ nó không cho xài ừ. Tôi nói bên này không có tiền cho tôi bán cái tiêu rồi tôi bán đây luôn nè ừ. Bán tủ lạnh mua 5 triệu bán 3 triệu chắc vợ chồng anh tăng chữ nát rồi chưa để ốc đồ vô nó không có tiền cậu bán luôn nó cần tiền rồi người ta mua cho mà bán cái gì con giờ ai mua à. Con bán luôn nè bán, chơi, bán luôn chơi cái mẹ nhiều
Bán nhiêu? Bán trong bầu nè. Cái một ra đó. Mẹ ghẻ thì 2-3 triệu, bán mẹ 2 triệu, 3 triệu, 2 triệu thôi. Triệu ngữ cũng bán luôn cái một à. Còn hai cái một đi. Đó. Bán mẹ này hai ông bán mẹ cái một đủ ra thử ra ba tàu làm sao. Chứ tôi không chơi, tôi cần tiền bán luôn. Thân thể bán luôn. Bán luôn. Bán cho lẹ ra. Cũng không đi sao con. Hỏi lẹ mua không? Không, không bán không. Dạ. Nghèo. Cũng dễ. Hả? Nó dễ. Nó dễ hả? Dễ, nghèo không có tiền. Lẹ ăn lẹ rồi nó dễ hả? Ừ. Lẹ. Chứ mà chơi đi. Để nước hy vọng đi. Nhìn ngay ông nào đó, ông Tiến ông nào ha, không biết để dục đâu đó. Rồi đó, để đó đâu chúng ra. Mà lai ơi, ca ông bán đi. Mà lai, ca ông bầu ca ông bán đi. Không biết ca nào, không biết ca đâu. Dạ, nhà anh ở đâu nè? Bữa nay có quay chỗ nào nữa không? Không, qua mơ không à. Dạ, rồi có quay ở dưới đây không? Quay... Bữa nay quay đâu nữa? Bữa nay ông dẫn qua Long quay mẹ đi. Đi không? Đi đâu, quay, quay ai? Đỡ tôi đi luôn. Quay ai? Quay vô bệnh viện Hòa Long. Chị à? Chị quay vòng vòng đó. Bà Đặng còn sống không? Còn. Đi qua bà không? Ê, đi qua bà chơi, thôi đi. Đi, họ đi phải không? Chúc tay đồ đi. Ừ. Ông chở ha. Ừ. Bà Đặng qua không? Ừ. Không chở về ha. Ừ. Tôi với ông danh này ha. Ừ. Bà Đặng chơi đi. Ừ. Đi xe hơi đi làm đà. Đi Căng Hải. Xe Hải là xe gì? Xe Căng Hải á. Xe taxi hả? Căng, xe Căng Hải. Xe Căng Hải là xe gì anh? Hai cẳng á. Hai cẳng. Đụng ngoài hai cẳng. Nói chuyện gì tôi lại luôn. Tưởng tôi đi xe gì. Điện máy bay Cần Thơ đi mày. Hai cẳng. Em cùng đứa bà nội. Đi xem ta hả anh Mai Lai? Vậy họ chắc ông Tiến chở được không? Ờ đi Tiến nè, Tiến chở, Tiến chạy cứng. Đó là Mai Lai chở. À, Mai Lai chở đi. Mai Lai chạy chịu mà. Tiến chở đi. Tiến về cứng đó. Tiến này lên rồi xẹp bánh xe là sao? Xẹp con què, tôi nhỏ con con xương bệnh, con xương bệnh mập lắm Mai Lai. Xương bệnh mập lắm. Ừ. Tôi chú chạy. Ông kêu xương qua chơi. Thôi. Ông ủng hộ xương giùm không? Ừ. Ngồi nó cho bệnh qua bệnh, ông hộ. Thôi thôi, tao không cho. Hả? Tao không cho. Tao không cho. Không. Gì hả? Ừ. Em tính xin. Mày nói đi, thôi, mày nói đây đi. Nó mà dớt. Ừ. Mà nó đi cái ngàn à. Thôi ở đây mai ấy quá trời. Ừ. Mai đụng dài à. Ừ, người ta mai mai cái có ngàn tại sao có tiền mà không biết giữ ăn hà tiện tặng lại lại mới hút người ta không cho nữa rồi tiền có bẩm à. Chồng anh Tân nói gì nè nghe anh Tiến nói nha mơ à, bây giờ anh xuất cái tiền này ra ở trên đưa xuống thì bây giờ cũng công ty em cũng có tiền mà anh Tiến ai anh cũng hộ chụp hình cho đám ai vậy ha, anh cũng quay cho hộ nghèo thì bây giờ Tiến tới và tiền đó cho em thì em cũng phải ủng hộ đồng bào ra. Ví dụ gì em đi chợ gặp ai nghèo, tao xin đó, chú Mai Lai. Cô ơi, con cho cô mớ tiền là cô, hỏi con đâu có, đừng hỏi con. À là anh Tiến cho Mai Lai cho giúp, chịu gửi 2 triệu hay là hãy đâu bất cứ đâu cho người ta bớt. Mình cũng nghèo, chia sẻ chú. Ừ. Nước mắt qua nước mũi người camera. Chứ anh đừng nói gì tội nghiệp em, chứ em ăn ngã nào quỷ cái gì mà ăn. Tạm bộ mua dịch giờ bố nó đã cho mấy ông ăn đâu nè, chở nhà nè. Ngày mai kêu tiếp cho tôi cũng xuất tiền cho trả ta, mặn chút xíu rồi ông 500 ngàn. Chở nhà tôi rồi làm của tôi nẻo đàng hoàng đó, tối người ta chích điện tôi đó. Ừ. Tối là xịt chết queo đó Tiến. Ừ. Tiến không hiểu bạn đâu. Ừ. Tôi mà ăn lớn lắm đó. Ừ. Tôi mới là cứ vợ cho thằng cháu tôi nè là đi 20 triệu với 10 cây vàng nè, còn tôi bận đồ cũ đâu có dám bận đồ mới, nó mê tôi cứ tự giận. Ừ. Qua đập đầu lên. Ừ. Không nó bậy nữa. Dạ dạ. Không nó bậy. Ừ. Ừ. Ở tôi biết à. Ừ. Ở tôi chống Tiến tôi đâu có tiền Tiến. Ừ. Tiến hiểu không? Ừ. Tiến ngủ đi chồng cho đi Tiến. Ừ. Mình là bạn nhau nè, bạn. Ừ. Tốt nè, bắt tay nè. Tốt nè. Anh cho Mai Lai con ha. Ừ. Con chi con thơ bó tri, ô chi cho một lai. Ô chi. Thấy không? Con chê Tiến ra đâu. Nó thương ông lắm đó. Ừ. Nó không ham tiền mà nó khùng. Ừ. Nó không nể, không thương đi. Không giận tôi chi, trời. Ừ. Ơi trời. Tiến hết dịch Tết nè. Nó nói bữa dịch nè, bắt đầu nó kéo cửa lại nè Mai Lai. Ừ. Đâu có cho ai lợi nhà. Ừ. Không cho lại nhà tôi quay luôn, đừng xin tiền. Còn điện thoại. Ừ. Nhà mới nằm ngồi đó. Ừ. Kéo gào qua luôn xuất khẩu. Không. Ừ. Cho thành phố Sài Gòn nào đi qua nhà. Ừ. Làm gan lặng, tôi đâm heo ăn không đó. Đâm heo nọc. Rồi chở tôi nghe không? Ừ. Qua bà Đặng. Ừ. Giúp tôi trước đi rồi qua tâm chị Đặng đó anh Mai Lai. Ừ. Nha. Ừ. Nói chuyện rồi không nói, lại nói qua trời. Nói qua trời nói ha. Ừ. Ừ. Nói qua nói. Ừ. Đâu nắm còn đâu, còn hơ ra nè. Ừ. Làm gì hết bệnh ha. Ê. Mát hay mà lại mát không mát, bấm cho tôi nói chuyện được nha. Ừ. Làm cho tôi ma quỷ nhập vào. Ừ. Trong đầu dốt rồi ha, lên tiếng kêu lại, kêu lại bắt bắt mạch đi ra, bấm nguyệt đi. Dạ. Bấm một hai biết không có đầu luôn biết con. Dạ. Biết rồi hả, bấm nguyệt rồi tiếng mấy kìa kêu tiếng á xuống tóc tôi buồn đó chứ qua bây giờ cũng không buồn không xuống tôi thấy tiếng nha tấm ma nó bỗng như chầm chầm râm rồi đó. Anh á quay bánh xe luôn. Hát em ơi, hát. Dạ. Hát bản gì giờ, hát bản này cho tiền. Hát bản không? Ừ.
Đã lâu lắm rồi em về qua cây cầu dừa. Đã lâu lắm rồi em về ô thị đón đưa. Sài Gòn đẹp lắm mơ ơi, bước qua Hà Nội mất em. Đi mà không té tiếc như chê, mỗi son má đỏ chân guốc cao gốc, làm sao anh qua cây cầu dừa. Em ở đô thị quen rồi, máy bay đưa em. Ai kêu à? Đâu có đâu, cãi đi, cãi đi. Tập trung chuyên môn đi. Tập trung chuyên môn đi. Cãi đi, cãi đi. Ông có đi đâu à? Nó đi hút thuốc à? Hút thuốc hả? Ừ. Ai cho ông đâu mà múc? Nghe gặp đôi hút rồi trên đây nè. Ừ. Không có tiền múc nữa à. Mà nó cũng đâu có cần lấy tiền làm gì chẳng. Không có tiền quá là tôi cũng mất mất rồi mà. Ừ. Coi đi, tiếng coi, biết coi hay lắm. À, cái bàn tay này nè, là bàn tay xài tiền vô định. Khóa sản. À, khóa sản. Khóa sản vậy. À. Chích tôn cho là tiêu mạng, à. Chồng con, ừ. Bắt sát luôn. Ừ. Ông bà lãng mạn là ông Xuân còn tiêu mạng đó. Mà lại chị tôi bà lại. Ừ. Quá sáng sương nghiệp luôn, không còn luôn, giờ ta có tôi lại luôn. Hôm thêm 30 triệu. Vô một cái 15 triệu. Ừ. Một tí nữa anh tăng chưa chơi. Đó nè. Bàn tay năm ngón chơi học trò. Hay đó. Em vẽ đúng chỗ đừng vẽ màu áo anh. Hay. Áo âm tiếng là áo thầy chùa. Mơ đừng lừa gạt cho anh về cạo đầu tiên. Phải không anh Tiến? Quả lại cười rồi đó. Đúng vậy á, nói lại rồi. Nó đang quỷ kêu ca đó. Đúng không? Ca hay đó. Ừ. Nó nói đợi tôi mà đâu có vô bếch vô bờ tiền vàng. Tả, tả cái đầu chọc đi. Tả hả? Ừ, đầu chọc sao? Cái tả rồi. Nha. Ừ. Đầu em chọc lóc, nhìn như con ốc. Như con cóc. Đầu anh có tóc cũng như con lương. Lương mà chê lịch thì gắn cắn không chết đâu anh. Để đâu nó nghe nha. Tại em buồn em cạo. À, phát tình hả? Không. Này lý do. Lý do gì kỹ thuật. Mở lời biết. Mở lời biết hả? Nhiều nơi rồi cà phê chắc. Tiêu bạn rồi. Bữa 25 nè ông vô tiếp tôi nghe. Quá trời đông.